Thưa quý vị và các bạn, dự án hệ thống tưới tiêu Thanh Lam - Phủ Đa trên địa bàn huyện Phú Vang được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư vào năm 2015. Trong đó, gói thầu số 5 gồm toàn bộ phần xây lắp kênh dẫn, trạm bơm, các công trình trên tuyến đã được khởi công vào tháng 7 năm 2016. Là một dự án quan trọng phục vụ cấp nước cho hàng trăm hecta sản xuất nông nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, sau gần 3 năm triển khai, công trình này vẫn chưa được hoàn thành, khiến chính quyền địa phương và người dân được hưởng lợi từ dự án rất bức xúc. Phản ánh của phóng viên thời sự. Cũng như hàng trăm hộ nông dân vùng các phép phả Tam Giang thuộc thôn Lương Viền, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, những ngày này ông Phan Hữu Đai vô cùng lao đao khi 10 sào lúa vụ đông xuân 2018-2019 đang thời kỳ trổ bông thì bị nắng hạn kéo dài dẫn đến khô cháy đến 80% diện tích. Bao nhiêu công sức và tiền của gia đình đều tập trung đầu tư cho vụ lúa xem như mất trắng hoàn toàn. Ông Phạm Hữu Đa cho rằng nếu như dự án hệ thống tưới tiêu Thanh Lam - Phủ Đa được đầu tư sớm và thi công đúng tiến độ thì diện tích lúa của gia đình ông cũng như hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn được hưởng lợi từ công trình này, không còn đối mặt với vấn nạn hạn hán diễn ra hàng năm. Trong cái dự án để mà đưa cái nguồn nước ngọt ra cho đồng lương viện thì tất nhiên là có đầu năm 2016. Mà đến hôm nay là 2019, đầu năm 2019. Nhưng mà trong cuộc thi công á thì không biết nó cái tiến độ như thế nào, nhưng mà dân chúng tôi cũng là chuyên môn đề cập đối với khi hội đồng tiếp xúc, hội đồng cũng đề nghị cái việc đó, nhưng mà cái tổ trưởng dân phòng đề nghị gặp đó, nhưng mà thấy là cái tiến độ thi công quá chậm, cho nên cái này cũng yêu cầu là các cơ quan ban ngành phải làm răng đó để mà tạo cái điều kiện mà thúc bên nhà thi công để sớm để thực hiện cái nguồn nước, đem lại cái quyền lợi cho nhân dân ở đây. Người dân đây cứ họ hoài, họ nói tại sao mà làm như vậy mà lâu quá, mà người dân đây thì mong mỏi cái nước. Thì đề nghị hôm nay thì cũng có một cái buổi phỏng vấn, đây tôi cũng đề nghị là các anh làm sao đó thì đôn đốc cho cái bên đơn vị mà họ thi công sớm nhanh đưa nước ngọt ra cứu cho hai cái đơn vị ở bên trên này. Việc tiến độ thi công dự án hệ thống tưới tiêu Thanh Lam - Phủ Đa chậm trễ kéo dài không chỉ tạo dư luận trong người dân không tốt mà còn gây bức xúc cho một số hộ sản xuất canh tác dọc tuyến kênh mương đang được đơn vị thi công dở dang. Nói tóm lại là công trình thi công rất chậm, cho nên ảnh hưởng đến cái thứ nhất là cái đường xã, thứ hai nữa là vùng ngoài kia hiện nay là họ mất nước, không nguồn nước. Nếu như đáng ra mà công trình đi mà làm xong thì ngoài kia bây giờ là được lúa rồi. Vấn đề mà thi công thì quá chậm, cho nên cứ mong muốn của nhân dân ở đây và đảng ủy ban và chính quyền địa phương cũng rất mong sự quan tâm của cả cấp, và đặc biệt là cái công trình này sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng để cho nhân dân Lương Việt Vĩnh Trinh được hưởng lợi, và đặc biệt là phục vụ cho cái vụ đông xuân hay sắp đến và những cái năm tiếp theo. Được biết, dự án hệ thống tưới tiêu Thanh Lam - Phủ Đa được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quyết định đầu tư vào ngày 30 tháng 10 năm 2015 do Ban Đầu tư và Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 26 tỷ đồng. Công trình có mục tiêu cấp nước tưới chủ động bằng động lực cho 216 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 116 ha lúa hai vụ và 100 ha đất hoa màu thuộc thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang. Theo đơn vị chủ đầu tư, nguyên nhân dẫn đến dự án chậm trễ kéo dài là do nguồn vốn khó khăn. Qua đây, ban chúng tôi cũng xin kiến nghị các sở ban ngành cũng như là tỉnh thì sớm bố quan tâm ưu tiên để sớm bố trí nguồn vốn để chúng tôi thực hiện sớm hoàn thành cái dự án này để đưa nước tưới về phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con. Về phía góc độ của ban, nếu khi được tỉnh bố trí nguồn vốn đầy đủ, chúng tôi sẽ quyết tâm đôn đốc phù hợp các ban ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ, cũng như đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện làm thế nào sớm hoàn thành dự án. Để gói thầu số 2 sớm đưa vào triển khai thi công, gồm xây dựng các tuyến kênh với tổng chiều dài 7,4 km và công trình trên tuyến, xây dựng đường dây trung và trạm biến áp cho trạm bơm. Hiện Ban Đầu tư Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang trong giai đoạn tổ chức thủ tục đấu thầu. Tuy nhiên, nếu nguồn vốn chậm phân bổ cho gói thầu này, thì nhiều diện tích đất sản xuất trên địa bàn Phú Đa vẫn tiếp tục đối mặt với việc thiếu nguồn nước tưới tiêu trong những vụ sản xuất tới.